Lại nữa thiện hiện Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng vô sở đắc làm phương tiện an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, thì Bồ Tát ấy quyết định sẽ là bậc thượng thủ trong chúng đại hữu tình lại nữa thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa dùng vô sở đắc làm phương tiện tu ba mươi bảy pháp bồ đề nói rộng cho đến mười lực như lai bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng thì bồ tát ấy quyết định sẽ là bậc thượng thủ trong chúng đại hữu tình lại nữa, thiện hiện, đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng vô sở đắc làm phương tiện trụ tam ma địa như kim cương cho đến trụ tam ma địa vô trước, vô vi, vô nhiễm, giải thoát như hư không, thì Bồ Tát ấy quyết định sẽ là bậc thượng thủ trong chúng đại hữu tình. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát an trụ những thắng pháp vi diệu này khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quyết định sẽ là bậc thượng thủ trong chúng đại hữu tình, vì thế nên gọi Bồ Tát là Ma Ha Tát. Bây giờ, cụ thọ xá lợi tử Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, con muốn dùng biện tài nói về lý do mà Bồ Tát được gọi là Ma Ha Tát, cúi xin ngài cho phép. Phật bảo xá lợi tử, tùy ý ông nói, xá lợi tử thưa vì các bồ tát có phương tiện thiện xảo nên có thể vì hữu tình tuyên thuyết giáo pháp khiến họ đoạn trừ ngã kiến hữu tình kiến cho đến tri giả kiến kiến giả kiến khiến họ đoạn trừ thường kiến, đoạn kiến, hữu kiến, vô kiến, quần xứ giới kiến, các thánh đế kiến và duyên khởi kiến, khiến họ đoạn trừ 37 pháp phần bồ đề kiến, nói rộng cho đến 18 pháp Phật bất cộng kiến, thành thục hữu tình kiến, nghiêm tịnh cõi Phật kiến, Bồ Tát kiến, Như Lai kiến, Bồ Đề kiến, Niết Bàn kiến, chuyển pháp luân kiến, vì các Bồ Tát có phương tiện thiện xảo dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì các hữu tình tuyên thuyết giáo Pháp khiến họ đoạn trừ tất cả những Pháp kiến này, dựa vào nghĩa này gọi là Maha tác Bây giờ thiện hiện bèn hỏi cụ thọ xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát thường vì hữu tình dùng vô sở đắc làm phương tiện, tuyên thuyết giáo pháp để chấm dứt các kiến chấp thì lý do gì lại thấy có sở đắc làm phương tiện khởi lên các kiến uẩn xá lợi tử nói khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu các đại bồ tát không có phương tiện thiện xảo dùng có sở đắc làm phương tiện khởi lên các quần thì đại bồ tát ấy không có phương tiện thiện xảo nên quyết định không thể vì hữu tình dùng vô sở đắc làm phương tiện tuyên thuyết giáo pháp chấm dứt các kiến chấp khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đại bồ tát nào có phương tiện thiện xảo vì hữu tình dùng vô sở đắc làm phương tiện tuyên thuyết giáo pháp chấm dứt các kiến chấp thì bồ tát ấy quyết định không khởi lên các kiến và uẩn vân vân bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn con muốn dùng sự biện tài để nói về lý do mà bồ tát được gọi là ma ha tát cú diên ngài cho phép phật bảo thiện hiện tùy ý ông nói thiện hiện thưa vì các Bồ Tát muốn chứng được trí nhất thiết trí phát tâm bồ đề tâm vô đẳng đẳng tâm không cùng với thanh văn độc giác vân vân nhưng không chấp trước các tâm này do nghĩa như vậy nên gọi là Maha Tát vì sao vì tâm của trí nhất thiết trí là chân vô lậu không đọa vào ba cõi, tâm cầu trí nhất thiết trí, cũng là chân vô lộng. Không đọa vào ba cõi, đối với tâm này không nên chấp trước, vì thế Bồ Tát được gọi là Maha Tát. Khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện, thế nào là tâm vô đẳng đẳng của Đại Bồ Tát, tâm không cùng thanh văn độc giác của Đại Bồ Tát, thiện hiện đáp. Từ khi mới phát tâm, các đại Bồ Tát không thấy chút pháp nào có sanh, có diệt, có tăng, có giảm, có đến, có đi, có nhiễm, có tịnh. Nếu không thấy pháp có sanh, có diệt, có tăng, có giảm, có đến, có đi, có nhiễm, có tịnh, cũng không thấy có tâm thanh văn độc giác Bồ Tát vân vân thì gọi là tâm vô đẳng đẳng, tâm không cùng thanh văn độc giác vân vân của các đại Bồ Tát. Đối với những tâm này, các đại Bồ Tát cũng chẳng chấp trước. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát không nên chấp trước những tâm như vậy thì cũng không nên chấp trước tâm thanh văn độc giác và tâm của tất cả uẩn xứ giới bốn niệm trụ, nói rộng cho đến tâm của 18 pháp Phật bất cộng cũng không nên chấp trước. Vì sao? Vì các tâm như thế không có tâm tánh, Thiện Hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nếu tất cả tâm không có tâm tánh nên không chấp trước thì uẩn xứ giới vân vân rộng nói cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng không tánh đó nên không chấp trước ư Thiện hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy, xá lợi tử nói, nếu tâm của trí nhất thiết trí là chân vô lậu, không đọa vào ba cõi, thì tâm của các phàm phu ngu si, của thanh văn và độc giác, cũng chính là chân vô lậu, không đọa vào ba cõi, vì sao vì bản tánh của các tâm như vậy đều là không? Thiện hiện đáp. Đúng vậy, đúng vậy, Xá lợi tử nói, nếu vì bản tánh của tâm này là không là chân vô lậu, không đọa vào ba cõi thì uẩn xứ giới vân vân nói rộng cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng chính là chân vô lậu, không đọa vào ba cõi. Vì sao? Vì uẩn xứ giới vân vân bản tánh chúng đều là không. Thiện hiện đáp. Đúng vậy, đúng vậy giá lợi tử nói nếu vì tâm pháp